Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 6, chương trình sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 6, sách cánh diều, chương 5, bài 9. Chúng ta tiếp tục bài tỷ số phần trăm. Rồi trong video hôm nay, các em sang phần 2 la mã, tỷ số phần trăm. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 6, sách giáo khoa, cũng như sách bài tập chương trình sách cánh diều được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Hai la mã tỷ số phần trăm. Một, tỷ số phần trăm của hai số. Rồi trước hết là các em vào phần hoạt động 3, tính tỷ số phần trăm của 3 và 5. Để tính tỷ số phần trăm của 3 và 5 thì chúng ta làm như thế nào? Ở đây người ta hướng dẫn cho các em này. Tỷ số phần trăm của A và B. Bước 1 là các em viết tỷ số A phần B. Bước 2 là các em lấy A phần B này, các em nhân với 100. Được kết quả bao nhiêu, các em viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải. Được chưa? Thầy giáo ví dụ tỷ số phần trăm của 3 và 5 là, trước hết là các em viết tỷ số của 3 và 5. Chúng ta học ở video trước rồi. Tỷ số của A và B là A phần B. Tỷ số của 3 và 5 là 3 phần 5. Được chưa? Sau đó các em nhân với 100 và các em viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải. 3 phần 5 nhân 100, các em có hai cách tính. Cách tính thứ nhất là các em lấy 3 nhân 100, sau đó chia cho 5. Cách tính thứ hai là các em lấy 3 chia 5 trước. Được bao nhiêu mới nhân với 100? Được chưa? Rồi ví dụ ở đây, chúng ta lấy 3 nhân 100 trước bằng 300. Mẫu là 5. Viết thêm ký hiệu phần trăm vào đằng sau. 300 chia 5 bằng 60. Rồi, dấu phần trăm viết vào bên phải. Tức là tỷ số phần trăm của 3 và 5 là 60%. Thì tỷ số phần trăm này cho chúng ta biết cái gì? Tỷ số phần trăm của 3 và 5 là 60%. Có nghĩa là số 3 này nó bằng 60% số 5. Được chưa? Tức là so sánh về độ lớn của hai số. Tỷ số thì cho chúng ta biết là số 3 này nó bằng 3 phần 5 số 5. Còn tỷ số phần trăm thì cho chúng ta biết là số 3 này nó bằng 60% số 5. Các em đã hiểu ý chưa nhỉ? Rồi, nếu hiểu rồi thì chúng ta sang tiếp. Phần ví dụ 4 cho nó phong phú này. Tính tỷ số phần trăm của câu A 306 và 425. Rồi, các em cứ hồn nhiên các em tính theo thầy giáo. Tỷ số phần trăm của 306 và 425 là, trước hết là các em viết tỷ số của hai số này. Tỷ số của 306 và 425 là 306 phần 425. Số nào nói đến trước thì số đó là tử số. Số nào nói đến sau thì số đó là mẫu số. Các em nhớ viết theo thứ tự, được chưa? Rồi, đây là tỷ số thôi. Còn tỷ số phần trăm thì các em phải nhân với 100.
sau đó viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải. Được chưa? Đến đây chúng ta có hai cách tính này. 306 chia cho 425 trước, sau đó mới nhân với 100. Hoặc là 306 nhân với 100 trước, sau đó mới chia cho 425. Các em tính theo cách nào nó thuận tiện thì các em tính. Ta lấy 306 nhân 100 trước này, sau đó thì chia cho 425 này. Ký hiệu phần trăm thì các em cứ để nguyên thôi. 306 nhân 100 bằng bao nhiêu? Bằng 30.600. Mẫu là 425. Ký hiệu phần trăm để nguyên. Rồi các em lấy này, 30.600 chia cho 425 thì nó bằng bao nhiêu? À, nó bằng 72, đúng không? Bằng 72. Rồi viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải. Thì tỷ số phần trăm này cho chúng ta biết cái gì? À, tỷ số phần trăm này cho chúng ta biết là số 306 nó bằng 72% số 425. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Tính tỷ số phần trăm của 3 và 6. Rồi ta có tỷ số phần trăm của 3 và 6 là. Trước hết là các em tìm tỷ số của 3 và 6. Tỷ số phần trăm của 3 và 6 là 3/6. Sau đó các em nhân với 100 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải. Thì đến đây là có hai cách tính. Ở trên là các em lấy tử số nhân với 100, sau đó chia cho mẫu, đúng không? Rồi, câu B này chúng ta sẽ tính theo cách khác đi. Các em lấy tử chia mẫu trước, sau đó mới nhân với 100. 3 chia 6 bằng 0,5. Sau đó các em nhân với 100. Ký hiệu phần trăm này các em để nguyên. 0,5 nhân 100 bằng 50. Rồi viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải. Như vậy tỷ số phần trăm của 3 và 6 là 50%. Có nghĩa là số 3 này nó bằng 50% số 6. Hay nói cách khác là số 3 này về giá trị thì nó bằng một nửa số 6. 50% nó chính là một nửa. Không tin là các em rút gọn phân số 50% này xem nó có đúng là bằng 1/2 không. 1/2 nó chính là một nửa. Được chưa? Rồi các em ghi nhớ, có hai cách để chúng ta tính A nhân 100 phần B. Cách thứ nhất là các em chia A cho B. Chia A cho B để tìm thương. Giống như ở câu B này, các em lấy 3 chia cho 6 để tìm thương ở dạng số thập phân. Ta được số thập phân là 0,5. Rồi lấy thương đó nhân với 100. Rồi lấy 0,5 nhân 100. Được chưa? Cách thứ hai, các em nhân A với 100 rồi chia cho B như ở câu E. 306 nhân với 100 rồi chia cho B là 425. Viết thương nhận được ở dạng số nguyên hoặc số thập phân. Thương nhận được ở dạng số nguyên, cụ thể đây là bằng 72. Có trường hợp thương của nó là số thập phân. Được chưa?
Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 3. Tính tỷ số phần trăm của A và B với B lần lượt là các số sau: 10, 100, 1000. Có nghĩa là ở đây số A là không thay đổi, còn số B lần lượt là 10, 100, 1000. Trường hợp thứ nhất là với B bằng 10 thì tỷ số phần trăm của A và B là trước hết là chúng ta viết tỷ số A phần B. Trường hợp này B bằng 10, ta có tỷ số là A phần 10. Rồi sau đó mới nhân với 100 và viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải. Được chưa? Ở đây các em lấy A nhân 100, sau đó chia cho 10. Hoặc là các em lấy 100 chia cho 10 trước, 100 chia cho 10 trước, sau đó nhân với A. 100 chia 10 bằng 10. Vậy ta có A nhân 10. Rồi ký hiệu phần trăm để nguyên này. A nhân 10 thì nó chính là 10 lần số A. Các em viết là 10A. Được chưa? 10A phần trăm. Rồi trường hợp B bằng 100, chúng ta làm tương tự. B bằng 100 thì tỷ số phần trăm của A và B là A chia cho 100. A phần 100. Được chưa? Các em thay B bằng 100 thôi. Còn A của nó là không đổi rồi. Nhân với 100% này. Ở đây các em lấy 100 chia 100 bằng 1. Sau đó lấy A nhân 1. A nhân 1 thì bằng A. A phần trăm. Rồi trường hợp với B bằng 1000 thì sao? Với B bằng 1000 thì tỷ số phần trăm của A và B là, trước hết là các em viết tỷ số A phần B. Ở đây các em thay B bằng 1000. Rồi nhân với 100%. Trường hợp này thì các em lấy 100 chia cho 1000 trước. 100 chia cho 1000 bằng 0,1. A nhân 0,1 nó chính là 0,1A phần trăm. Rồi ở đây các em chú ý, tỷ số A phần B nhân 100 thì kết quả chúng ta tính được không nhất thiết là số nguyên. Số nguyên ví dụ như là chúng ta tính được nó bằng 75, bằng 45 hoặc là bằng 36 thì kết quả này không nhất thiết phải là số nguyên. Mà A phần B nhân 100 có trường hợp chúng ta tính được nó có thể là số thập phân, ví dụ như là bằng 0,72 hay là bằng 2,4. Cụ thể thầy giáo ví dụ tỷ số phần trăm của 12 và 500. Tính tỷ số phần trăm của 12 và 500 thì ta lập tỷ số là 12 phần 500 này, nhân với 100 này, phần trăm, được chưa? Thì trường hợp này 12 phần 500 nhân 100 chúng ta được số thập phân chứ không phải là số nguyên. Ở đây ta lấy 12 nhân 100 trước. Để thuận tiện thì số 500 này các em sẽ phân tích thành 5 nhân 100. Ta lấy 100 chia 100 bằng 1. 12 chia 5 bằng 2,4, đúng không? Thì trường hợp này là A phần B nhân 100 nó là số thập phân này chứ không nhất thiết là phải là số nguyên. Các em hiểu chưa? Rồi, tức là bằng 2,4%. Và các em lưu ý nữa là tỷ số phần trăm của A và B cho biết số A bằng bao nhiêu phần trăm số B. Như ví dụ ở trên, nếu chúng ta coi số 500 là 100% thì số 12 nó bằng 2,4
phần trăm số 500. Tỷ số phần trăm của 12 và 500 là 2,4%. Tỷ số này cho chúng ta biết là về độ lớn thì số 12 nó bằng 2,4% số 500. Các em hiểu chưa? Rồi tiếp theo các em sang ví dụ 5. Tính tỷ số phần trăm và các em làm tròn đến hàng phần 10 của. Thứ nhất là A, 2 và 3. Rồi đến bây giờ thì là các em rất là dễ dàng khi tính tỷ số phần trăm của A và B, đúng không? Tỷ số phần trăm của 2 và 3 là bước 1, viết tỷ số của 2 và 3. Ta có 2/3. Sau đó nhân với 100%. Được chưa? Ta lấy 2 nhân 100 bằng 200. Mẫu là 3. Rồi. Viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải. Ở đây số 200 chia cho 3 thì chúng ta được một số thập phân. Ở phần thập phân có vô hạn chữ số. Có vô hạn chữ số. Bây giờ chúng ta làm tròn thành số thập phân ở phần thập phân có hữu hạn chữ số. Các em hiểu chưa? Vô hạn có nghĩa là rất là nhiều. Hữu hạn tức là có một số chữ số nhất định thôi. Rồi các em làm tròn này. Ở đây người ta nói là làm tròn đến hàng phần 10. Hàng phần 10 là chữ số thứ nhất sau dấu phẩy. Ở đây 6 nó chính là hàng làm tròn này. Đứng cạnh bên phải 6 là 6. 6 lớn hơn 5. Cho nên hàng làm tròn các em tăng thêm 1 đơn vị. Các em tăng hàng làm tròn lên 1 đơn vị. 6 thêm 1 là 7. Phần còn lại các em bỏ đi. Được chưa? Vậy là xấp xỉ 66,7. Tiếp theo là các em viết ký hiệu phần trăm vào bên phải. Rồi các em hiểu chưa? Tiếp tục B này. Tỷ số phần trăm của 4,15 và 1,2 là. Trước hết là ta lấy 4,15 trên 1,2. Thì đây là bước viết tỷ số. Được chưa? Sau đó nhân với 100%. Cách làm này. Lấy 4,15 nhân 100 bằng 415. Mẫu để nguyên là 1,2. Ký hiệu phần trăm để nguyên. Cách để các em khử dấu phẩy ở mẫu này. Số 1,2 phần thập phân có một chữ số. Như vậy để khử dấu phẩy thì chúng ta phải nhân với 10. Được chưa? Tức là các em nhân cả tử và mẫu của phân số này với 10. Tử là 415 nhân 10 bằng 4.150. Mẫu là 1,2 nhân 10 bằng 12. Được chưa? Tiếp theo các em lấy 4.150 chia cho 12 thì nó bằng 345,8333. Phần thập phân chúng ta được dãy số rất là dài. Bây giờ các em làm tròn đến hàng phần 10. Hàng phần 10 của số thập phân này là 8. Tức là 8 chính là hàng làm tròn. Đứng cạnh bên phải 8 là 3 bé hơn 5. Vậy hàng làm tròn các em giữ nguyên là 8. Các chữ số còn lại các em bỏ đi. Được chưa? Như vậy nó xấp xỉ là 345,8. Viết thêm ký hiệu phần trăm vào đằng sau. Tiếp theo các em sang phần luyện tập và vận dụng 4. Tính tỷ số phần trăm. Và các em nhớ là làm tròn đến hàng phần 10. Của 12 và 35. Tỷ số phần trăm của 12 và 35.
Tỷ số phần trăm của 12 và 35 là? Trước hết là các em viết tỷ số 12 phần 35 rồi nhân với 100%. Ta lấy 12 nhân 100 trước bằng 1200. Mẫu để nguyên. Rồi, dấu phần trăm để nguyên. 1200 mà chia cho 35 thì nó bằng 34,285714. Chấm chấm chấm. Được chưa? Các em làm tròn đến hàng phần 10. Hàng phần 10 của số thập phân này là 2. Thì 2 nó chính là hàng làm tròn. Đứng cạnh bên phải 2 là số 8. 8 nó lớn hơn 5. Vậy hàng làm tròn là 2. Các em tăng thêm 1 đơn vị. Ta lấy 2 cộng 1 bằng 3. Các chữ số còn lại đằng sau các em bỏ đi. Như vậy nó xấp xỉ bằng 34,3%. Tiếp theo các em sang phần 2. Tỷ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo. Rồi ở bài trước thì chúng ta học về tỷ số của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo rồi. Thì trong video hôm nay chúng ta có phần tương tự, đó là tỷ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo. Ví dụ như là tìm tỷ số phần trăm của 3m và 4m, đó là cùng đơn vị đo. Hay là tìm tỷ số phần trăm của 3 quả cam và 4 quả cam, đó là cùng loại. Được chưa? Phần hoạt động 4. Xe ô tô tải đi với vận tốc là 45 km/h. Xe ô tô con đi với vận tốc là 60 km/h. Vận tốc của xe ô tô tải bằng bao nhiêu phần trăm vận tốc của xe ô tô con? Rồi chúng ta sẽ phân tích và giải bài này như sau. Ta biết vận tốc của xe ô tô tải là 45. 45 ở đây là km/h. Vận tốc của xe ô tô con là 60. 60 ở đây là 60 km/h. Muốn biết vận tốc của ô tô tải bằng bao nhiêu phần trăm vận tốc của ô tô con, tức là các em tìm tỷ số phần trăm của xe ô tô tải và xe ô tô con. Hay nói cách khác là các em tìm tỷ số phần trăm của 45 và 60. Được chưa? Bởi vì đây là tỷ số phần trăm của hai đại lượng cùng đơn vị đo là km/h. Như vậy các em coi là chúng ta đang tìm tỷ số phần trăm của 45 và 60. Ta có tỷ số phần trăm của vận tốc xe ô tô tải và vận tốc xe ô tô con là. Các em viết tỷ số 45 phần 60 nhân với 100%. Ở đây ta lấy 45 chia 60 bằng 0,75. Sau đó nhân với 100. Ký hiệu phần trăm để nguyên. 0,75 nhân 100 bằng 75. Rồi viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải. Thấy chưa? Điều này có nghĩa là vận tốc của xe ô tô tải nó bằng 75%. Vận tốc của xe ô tô tải bằng 75% vận tốc của xe ô tô con. Được chưa? Nó chỉ bằng 75% vận tốc của xe ô tô con thôi. Có nghĩa là xe ô tô con nó chạy nhanh hơn, đúng không? Phải bằng 100% thì mới bằng vận tốc của xe ô tô con được. Mà ở đây nó chỉ bằng 75% thôi. Có nghĩa là vận tốc của xe ô tô tải nó bé hơn vận tốc của xe ô tô con. Tiếp theo, các em sang phần ví dụ 6. Thì phần ví dụ 6 này người ta giải chi tiết ở trong sách giáo khoa rồi, nhưng thầy giáo sẽ phân tích qua cho các em hiểu nha. Tỷ số
của số bé trai và số bé gái khi sinh của Việt Nam có xu hướng tăng từ năm 2006 đến năm 2019. Tỷ số này năm 2019 là 1.115 bé trai trên 1.000 bé gái. Trong năm 2019, câu E, tỷ số phần trăm của số bé trai được sinh ra so với số bé gái được sinh ra là bao nhiêu? Chúng ta tính tỷ số phần trăm của số bé trai được sinh ra so với số bé gái được sinh ra. Thì trước hết là các em viết tỷ số này. Được chưa? Tỷ số của số bé trai so với số bé gái. Số bé trai viết trước thì số bé trai là tử số. Theo số liệu, số bé trai là 1.115 bé. Được chưa? Số bé gái là 1.000 bé. Ta viết tỷ số của số bé trai so với số bé gái thì số bé trai là tử số. Số bé gái là mẫu số. Được chưa? Tỷ số phần trăm thì các em nhân với 100%. Rồi, như là xong câu A nha. Câu B. Tỷ số phần trăm của số bé trai được sinh ra so với tổng số bé sinh ra là bao nhiêu? So với tổng số bé thì chúng ta phải làm sao? Trước hết là phải tính tổng số bé này. Bằng cách lấy số bé trai này cộng với số bé gái này. Được chưa? 1.115 cộng với 1.000 thì bằng 2.115. Rồi, để tính tỷ số phần trăm của số bé trai với tổng số bé thì các em viết tỷ số này. Số bé trai là tử số này. Tổng số bé là mẫu số này. Nhân với 100% này. Được chưa? Xong câu B chưa? Câu C. Tính hiệu giữa tỷ số phần trăm của số bé trai được sinh ra so với tổng số bé sinh ra. Đây, tỷ số phần trăm của số bé trai so với tổng số bé đây. Chúng ta vừa làm ở câu B rồi. Bây giờ các em tính hiệu cái tỷ số này và tỷ số phần trăm của số bé gái được sinh ra so với tổng số bé sinh ra. Như vậy là đầu tiên các em phải tính tỷ số phần trăm của số bé gái so với tổng số bé. Số bé gái là 1.000. Tổng số bé là 2.115 nhân 100%. Thì đây là tỷ số phần trăm của số bé gái so với tổng số bé. Bây giờ các em lấy này, kết quả thứ nhất trừ đi kết quả thứ hai. Thì đây chính là hiệu giữa tỷ số phần trăm của số bé trai so với tổng số bé và tỷ số phần trăm của số bé gái so với tổng số bé. Được chưa? Rồi, khi các em đã hiểu rồi thì chúng ta nhìn bài giải, chúng ta hiểu rất là nhanh. Người ta giải này. Câu E, trong năm 2019, tỷ số phần trăm của số bé trai được sinh ra so với số bé gái được sinh ra là. Đơn giản thôi. Lấy số bé trai chia cho số bé gái nhân lên 100%. Được chưa? Bằng 111,5%. Ở đây người ta làm tắt này. Đúng theo trình tự là phải nhân với 100%. Các em hiểu chưa? Câu B. Trong năm 2019 thì người ta lấy số bé trai này cộng số bé gái bằng tổng số bé là 2.115 bé sinh ra này. Trong đó có 1.115 bé trai này. Vì thế tỷ số phần trăm của số bé trai được sinh ra so với tổng số bé sinh ra là. Lấy số bé trai chia tổng số bé nhân 100%. Được chưa? Ở đây ta lấy 1.115 nhân 100 bằng 111.500
mẫu giữ nguyên. Đến bước này thì chúng ta sẽ lấy 111.500 này chia cho mẫu là 2.115 bằng 52,7186 chấm chấm chấm. Ở đây người ta yêu cầu các em làm tròn đến hàng phần 10. Thì hàng phần 10 ở đây là 7. 7 nó chính là hàng làm tròn. Đứng cạnh bên phải 7 là 1 bé hơn 5. Vậy các em giữ nguyên hàng làm tròn là 7. Phần còn lại các em bỏ đi. Tức là nó xấp xỉ là 52,7%. Các em hiểu chưa? Rồi tiếp theo là các em sang câu C. Tỷ số phần trăm của số bé gái được sinh ra so với tổng số bé sinh ra là. Thì ở đây có hai cách tính. Cách tính thứ nhất là các em sẽ lấy số bé gái chia cho tổng số bé, sau đó nhân với 100%. Hoặc cách thứ hai thì các em sẽ hiểu như sau. Ở đây tổng số bé các em coi là 100%. Tổng số bé là 100%, trong đó số bé trai chiếm 52,7%. Suy ra số bé gái sẽ chiếm là 100% trừ đi 52,7%. Được chưa? 100% trừ 52,7%. Cách tính là các em lấy 100 trừ 52,7 bằng 47,3. Sau đó các em thêm ký hiệu phần trăm vào đằng sau. Được chưa? Rồi, như vậy là hiệu giữa tỷ số phần trăm của số bé trai so với tổng số bé sinh ra và tỷ số phần trăm của số bé gái sinh ra so với tổng số bé sinh ra là bé trai chiếm 52,7% tổng số bé, các em trừ đi bé gái chiếm 47,3% tổng số bé. Cách tính là các em lấy 52,7 trừ 47,3 bằng 5,4. Sau đó các em thêm ký hiệu phần trăm vào đằng sau, được chưa? Thì kết quả trên cho chúng ta biết điều gì? Kết quả trên cho thấy tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta trong năm 2019. Tổng số bé được sinh ra là 100%. Trong đó số bé trai chiếm nhiều hơn số bé gái. Số bé trai chiếm 52,7%. Trong khi đó số bé gái chiếm chỉ 47,3% thôi. Đúng không? Tức là số bé trai chiếm nhiều hơn 5,4%. Được chưa? Rồi. Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 5. Rồi theo cái trang .org này, Việt Nam .org. Ngày 19 tháng 12 năm 2019, dân số Việt Nam tính đến 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019 là 96.208.984 người. Trong đó có 47.881.061 là nam và 48.327.923 là nữ. Tức là các em lấy số nam cộng số nữ, nó chính là nó bằng cái số ở trên này. Hãy tính tỷ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước làm tròn đến hàng phần trăm. Tính tỷ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước. Tức là các em lấy số nữ này, các em chia cho tổng dân số cả nước. Tức là chia cho cái số đầu tiên này. Các em hiểu chưa? Ta có này, tính đến 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, dân số cả nước là tương đây, trong đó số nữ là tương đây, được chưa? Vậy tỷ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước là, các em viết tỷ số của số nữ nha, của số nữ thì số nữ là tử số này, so với cả nước thì cả nước là mẫu số này, rồi nhân với 100%, đơn giản vậy thôi. Các em lấy tử chia mẫu xem nó được kết quả bằng bao nhiêu. Tử chia mẫu thì nó bằng 50,2322...
Ở đây người ta yêu cầu các em làm tròn đến hàng phần trăm. Hàng phần trăm là chữ số thứ hai sau dấu phẩy, tức là chữ số 3 này. Tức là 3 nó chính là hàng làm tròn này. Đứng cạnh bên phải 3 là 2, 2 bé hơn 5. Vậy hàng làm tròn là 3 các em giữ nguyên, phần còn lại các em bỏ đi. Như vậy là xấp xỉ là 50,23%. Được chưa, các em hiểu chưa? Rồi, còn phần bài tập nữa thì các em có thể theo dõi tiếp ở video sau nhé. Thầy giáo chia làm nhiều video các em tiện theo dõi, chứ dồn vào một video nó dài quá các em xem nó buồn ngủ, được chưa? Rồi, các em có thể theo dõi ở phần giấy chữ phát thầy giáo đặt ở cuối video này. Cảm ơn các em đã theo dõi video và đừng quên ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Xin chào và chúc em học tốt.